Tại sao chúng ta phải hắt hơi? Hắt hơi là một phản ứng tự vệ của cơ thể. Nếu bạn ngửi thấy một mùi kích thích hoặc có bụi bẩn chui vào mũi, dây thần kinh trong mũi sẽ lập tức báo về não, sau đó não sẽ ra lệnh đẩy những thứ đó ra ngoài, kết quả cuối cùng chính là hắt hơi. Tất nhiên nếu nhiệt độ xuống thấp, không khí lạnh kích ứng niêm mạc mũi, ta cũng hắt hơi, đó là phản ứng nhắc nhở chúng ta nên mặc áo ấm vào. Hắt hơi có thể phòng tránh và chữa trị bệnh tật. Người xưa có một cách chữa bệnh nhờ hắt hơi. Đó là tùy theo bệnh tình mà thầy lang sẽ thổi một lượng thuốc đông y dạng bột vào mũi bệnh nhân. Mũi bị kích ứng sẽ hắt hơi để đẩy những vi khuẩn gây bệnh ra, giúp diệt sạch mầm bệnh.